Xin chào tất cả các bạn, mình ở bên tiệm mèo Sen các bạn nha. Hôm nay thì ở dưới trại lại gửi lên cho mình một bé mèo anh lông dài màu trắng các bạn ạ. Đây các bạn đã thấy nha. Bây giờ thì mình sẽ bóc hộp bé mèo ra để cùng kiểm tra xem thế nào các bạn nhá. Bây giờ mình đã cắt ra rồi. Đó, một em anh lông dài màu trắng các bạn nhá. Đấy, các bạn có thấy rõ không ạ? Mà bé này nhá, rất là xinh nha, rất là đáng yêu đây này. Bé này là, mình kiểm tra nào. Bé này là bé cái các bạn nhá. Đây, bé này là bé cái này. Phần đít nó rất là sạch sẽ, không bị bẩn nhá các bạn nhá. Rồi. Em mới đang lại nên là hơi sợ một tí. Ôi không sao nhá. Ôi ngoan nha, ngoan sao cả. Không sao. Lông rất là mượt các bạn nhá. Lông bông xù rất là mượt. Không sao các bạn. Bạn ấy đang hơi sợ. Đây. Đấy, kiểm tra một tí thôi. Thế nào xem. Mắt mũi rất là sạch các bạn nhá. Đây ạ. À. Mắt mũi rất là sạch nha. Không lem luốc này. Mũi cũng rất sạch. Không bị chảy. Đây mình sẽ làm kiểm tra tay nha. Tay thì hơi có bẩn một chút, thì cái này thì mình chỉ cần vệ sinh là sạch sẽ thôi, không vấn đề gì cả. Hơi bẩn một chút mình sẽ vệ sinh, lát nữa thì mình sẽ vệ sinh xong kiểm tra xem là người anh quấn nấm không nào. Bé đang sợ nên là khá là run các bạn ạ. Nên mình sẽ bới lông ra mình tìm xem nó có viên nấm được không. Không sao sao. Không có nấm các bạn nhá, rất là sạch sẽ, không có nấm. Ôi, xinh chưa ha? Chào mọi người nha. Ấy. Mai mốt con về Đồng Tháp rồi. Ok, rất là mượt, lông siêu mượt luôn. Vuốt thật là thích các bạn nha. Mùa đông này mà có bé này ôm thì thôi rồi, ấm không cần phải nghĩ luôn. Không sao nha con. Ok, mình khoe với các bạn một chiếc mèo anh lông dài mà dưới trại mới gửi lên cho mình. Mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Xin chào tất cả các bạn.